Rồi, xin chào, gửi lời chào đến tất cả các bạn. Kính thưa các bạn, thì để tiếp tục vào cái chương trình giới thiệu những chiếc workbench của mình, thì hôm nay tôi sẽ làm video này để giới thiệu đến các bạn một chiếc Sony workbench đến từ hãng Sony, đó là chiếc Sony workbench EX7. Và tôi trước khi vào cái phần giới thiệu chiếc workbench này, tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam, các bạn bè quốc tế và đặc biệt các bạn bè có follow với kênh của mình. Và cũng xin qua đây cũng xin gửi lời chào cảm ơn hết tất cả những các bạn đã follow cái kênh của mình. Thì cái kênh workbench của mình thì đã được là 400 người đăng ký kênh rồi các bạn. Xin cảm ơn các bạn follow cái kênh của mình rất là nhiều. Rồi, chiếc Sony Workman EX7, chiếc Workman này có những cái thông tin gì? Mời các bạn theo dõi video. Thì kính thưa các bạn, cái bố cục video của tôi lúc nào cũng có 3 phần. Phần đầu thì tôi sẽ giới thiệu chiếc Workman, phần thứ hai tôi sẽ đi phát cái chiếc Workman của mình cho các bạn nghe, và phần thứ ba thì tôi xin nói về ưu điểm, nhược điểm của chiếc Workman các bạn ha. Rồi, kính thưa các bạn, chiếc Sony Workman EX7 được Sony phát hành vào năm 1997 các bạn, và sản phẩm này có 3 màu: màu bạc, màu xanh và màu vàng các bạn ha. Thì bộ sản phẩm này Sony nó phát hành bao gồm một cái thân chính, một cái điều khiển từ xa, một cái tai nghe các bạn ha. Và bộ sản phẩm này tôi có một cái thân chính và cái điều khiển từ xa. Và nguồn sử dụng là chiếc Sony Walkman này nó sử dụng mà nguồn là pin AA các bạn, và cái hộp pin ở đây các bạn, và một cái hộp loại pin là pin sạc NIMH các bạn. Rồi, đó là thông tin về nguồn sử dụng. Chức năng thì chiếc này chỉ có chức năng phát cassette, không có radio và không có chức năng ghi âm các bạn. Đó là những cái thông tin về chiếc Walkman này các bạn ha. Rồi, tôi đi vào phần giới thiệu cái chiếc Walkman này. Đây là cái điều khiển từ xa của chiếc Walkman này các bạn. Ở đây nó có cái logo của Sony. Chúng ta ấn cái nút này vào thì nó play. Chúng ta lắc là nó tua nhanh. Tôi lắc về bên này là nó lùi nhanh các bạn ha. Rồi, ở đây có một nút điều chỉnh âm thanh các bạn ha. Chúng ta lắc vào đây thì các cái chức năng âm thanh ở trên này nó có một cái nút nó nhấp nháy. Thì chúng ta di chuyển cái nút này bằng cái này, thì cái nút nó sẽ lát 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 theo các cái thông tin mà nó in trên cái hình tròn này các bạn. Đó, chúng ta cứ lát cái nút, đây là menu và chúng ta điều chỉnh âm thanh các bạn ha. Đó là thông tin hướng dẫn về sử dụng cái điều khiển từ xa này. Và cái điều khiển từ xa này nó sử dụng chui là jack 3.5, và cái chân của điều khiển từ xa này nó cũng có một cái trực dùng jack 3.5 luôn các bạn ha. Đó là thông tin thêm về chiếc workbench này. Rồi, chiếc workbench này nó có những cái thông tin gì? Mời các bạn theo dõi tiếp theo cái phần giới thiệu của tôi ha. Đây là điều khiển từ xa và đây là cái thân chính. Thì chiếc workbench này được Sony phát hành năm 1997 và kích thước hình học của nó như sau. Cái bề dài này là 112,2 các bạn, bề ngang đi là 80,2 và máy dài 21,45 mm, máy nặng 145 g 180 g các bạn, cầm rất là nặng và đầm tay các bạn, thiết kế bằng nhôm mặt trước và mặt sau luôn các bạn ha. Đó là các thông tin về chiếc workbench này. Mặt trước đây có logo Sony in nổi, ở đây nó có một cái đường viền màu trắng, nó chạy dọc ở bên trái. Ở đây có một cái cửa sổ ban hình tròn, nó giống như một con mắt, và ở đây có chữ Walkman in nổi. Và ở đây là cassette play Walkman EX7 các bạn ha. Rồi, mặt sau thì ở đây bên tay phải nó lại cũng có một cái đường sạc. Và ở đây là chiếc Walkman, ở đây logo in nổi Sony. Và các cái chức năng play, stop, rồi next, the view, repeat, đây mới lên. Rồi đây là dàn cassette, dòng Walkman Rover của Sony. Ở dưới này vị trí bỏ hộp pin thì tôi đã nói với các bạn, cái hộp pin này nó sử dụng chung với dòng AXGX FX các bạn ha. Rồi đây là vị trí gắn pin sạc NIMH và chân pin sạch các bạn ha. Rồi, và ở đây là có một cái vị trí chúng ta
Chúng ta đẩy cái này để chúng ta mở cái nắp băng các bạn ha. Rồi, cái mặt trên đó là chỗ này là chúng ta vị trí chúng ta đẩy để chúng ta mở cái nắp băng cái mặt trước nè. Cái nút đây là nút play nè, stop và đảo chiều. Chúng ta ấn một ấn là play, chúng ta ấn giữ 3 giây là nó đảo chiều, và chúng ta ấn một ấn là nó stop các bạn ha. Tôi nói lại cái nút đây, chúng ta ấn một ấn thì nó là play, chúng ta nhấn và giữ 3 giây thì nó đảo chiều, và chúng ta ấn tiếp một ấn nữa là nó là stop, và đây là nút hold. Ở đây là nó có một cái nút điều hướng volume và AVLS là nút bảo vệ tai nghe các bạn. Và bên hông của chiếc Walkman này là nó có nút Dolby NR chọn on off. Đó là những cái gì của cái chiếc Walkman này. Và thiết kế của chiếc Walkman AX7 này là nó bo tròn cái cạnh bên tay phải và bên trái máy, nhìn rất là đẹp các bạn, sang trọng và cầm nó sướng tay lắm. 180 gram, không biết nó làm cái bộ cơ như thế nào mà nhìn nặng quá trời nặng. Đây, đó là phần giới thiệu của tôi. Và rồi tôi đã giới thiệu chiếc Walkman AX7 các bạn. Rồi bây giờ tôi cắm điều khiển từ xa và tôi sẽ phát cho các bạn nghe thử cái tính năng phát của chiếc Walkman này các bạn ha. Và cũng nói luôn với các bạn là tất cả các tính năng điều khiển âm thanh là nó điều khiển hết trên điều khiển từ xa các bạn ha. Không có điều khiển từ xa là chúng ta không có điều chỉnh âm thanh được của cái chiếc Walkman này đâu. Đây, mời các bạn chúng ta nghe thử chức năng phát. Vừa hết băng luôn các bạn, nó đảo tự đảo chiều luôn các bạn ha. Come on.
Rồi, à, mình xin tạm dừng cái tính năng phát để mình đi vào đánh giá cái ưu điểm và nhược điểm của chiếc Walkman này các bạn. Thì ưu điểm thì chiếc Walkman này nó thiết kế cầm rất là đắt, đầm tay các bạn. Và cái nó bo cái góc bên này với cái góc trái với góc phải. Nhìn cầm nó rất là êm tay và nó rất là đầm tay và nó cũng khá nặng các bạn, 180 gram các bạn ha. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là âm thanh của chiếc Walkman này nó cũng khá hay, nhưng mà tuy nhiên thì cái chiếc Walkman này mình xử lý thì nó cái bánh tì chắc nó phải chưa chuẩn lắm, chứ âm thanh nó tạm cũng nghe được các bạn, nghe khá các bạn ha. Đó là thứ hai. À, cái khuyết điểm thì cái chiếc Walkman này các bạn xin lưu ý xem kỹ cái hình ảnh, vì nó đã qua sử dụng rồi, nó khá trầy, mặt trước và mặt sau nó trầy nhiều. À, thứ hai nữa, cái điều khiển từ xa nó cũng trầy và mắc chữ. Và cái khuyết điểm nữa là cái dòng EX7 này mà không có cái điều khiển từ xa này, chúng ta không có điều chỉnh được âm thanh, các cái chế độ âm thanh các bạn. À, rồi vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn chiếc Sony Walkman EX7. Đây là chiếc màu bạc, nó nằm trong bộ 3 màu là chiếc màu vàng, màu xanh và màu bạc của Sony phát hành năm 1997 các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À, xin chào tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. À, các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi video này. Cảm ơn và trân trọng kính chào.